Hello, chào tất cả mấy anh em trên YouTube nha. Mình lại đến với nhau với kênh mua bán YouTube của Vương Mô Tô nha. Bữa nay bên mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe Revel 170 hai máy hai bô nha anh em. Này là Revel 170 nha, máy khô nha anh em. Nó là hai máy hai bô, máy khô nha. Mẫu này là mẫu vừa nha, màu đỏ đen đời 2011 nha. Xe còn là rực lửa luôn nha, rất là đẹp luôn. Xe này không mua thì không biết mua xe nào luôn, mới tinh luôn nha anh em. Thùng sau đầy đủ hết nha, anh em đi phượt bỏ đồ thoải mái nha, yên giữa sau nè. Kính chiếu hậu đầy đủ hết nha, xe màu đỏ đen phối màu hai màu rất là đẹp nha. Xe này đẹp từ đầu tới đuôi luôn anh em, nó là ba đĩa nha, mẫu mới nha, hai đĩa trước một đĩa sau nha, mâm đũa nha. Máy móc bao dinh nha, anh ru luôn nha anh em, đầu lòng đang vui nha, máy bao chưa mở nha anh em, lắp nổ máy lên nha anh em nghe luôn nha. Bô này được thiết kế là bô này trong dân xe người ta gọi là bô quả tiễn nha, bô dinh theo xe nha anh em. Thùng sau nè rất là rộng nè nha, để đồ rất là thoải mái nè, yên giữa sau nha, người ngồi sau vừa thoải mái khỏi mỏi lưng nha. Bỏ đồ đi phượt ok hết nha. Xe này đẹp leng keng luôn, xe này không mua thì mua xe nào nữa anh em. Quá đẹp nha. Nước sơn không có một vết trầy nha. Logo của nó còn nha anh em nè, kỹ vô logo của nó còn nha. Xăng quá đẹp luôn. Ghi đông gù rồi rất là đẹp nha. Bị nóc hết. Heo dầu tài thắng y nóc hết. Revel 170 máy khô nha, hai máy hai bô. Mẫu này là mẫu vừa nha. Còn một cái loại mẫu lớn nữa, mẫu NC cách nước, mẫu nước nó lớn hơn, nó cao bầu hơn chút xíu, mẫu này là mẫu vừa nha. Chính chủ nha anh em. Rồi đổ máy lên cho anh em nghe luôn ha. Máy nổ rất là ấm nha, đã tay lắm, máy êm ru, bô nổ nha. Máy nổ không nghe tiếng luôn, em ru, điện đèn càng đầy đủ hết, đèn led nha anh em, phía trước tôi gắn đèn led nha, đi đêm rất là sáng luôn nha, xi nhanh xi nhít các thứ đầy đủ hết nha, nhanh trước sau ok hết đầy đủ hết. Rồi anh em là thích thì điện thoại chốt giá nha. Số điện thoại mình là 0906859709 nha. Hoặc là qua cửa hàng mình ở 143 đường Phan Anh, quận Bình Tân nha. Anh em ở xa thì kết bạn Zalo đây, mình gửi hình chi tiết cho nha. Rồi Vương Mô Tô xin cảm ơn mấy anh em đã xem video nha. Hẹn anh em để video sau nha. Revel 170 nha anh em. Xe len keng nha, nhanh tay chốt nha anh em. Rồi Vương Mô Tô cảm ơn anh em.